Yo, hello, what's up chào anh em nha, chào quay trở lại với channel mình đây, từ từ đường phố đấy người nha. Xin chào tất cả anh em của game Hải Tạo đã trên mình đây, từ từ đường phố đấy bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay chưa vào video cho anh em xem video, vẻ đầu video như subscribe và một subscriber cho độ phát triển nhạc của anh em rất nhiều. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục hành trình cập nhật tình của các sự kiện chung mới nhất của game Hải Tạo đã trên anh em vui chơi sự kiện. Đây có là chính của tôi anh em. Để xem là chúng ta có gì hot nào, đụng thêm 5 thùng bia. Hiện tại thì tôi đang tích tài nguyên anh em, thế nên là cũng ok lần nào. Hơi dư giả thời gian ạ. Ô mà quên đấy, nhưng chúng ta đi quét đấy trước rồi. Tăng rồi, tăng rồi. Cái này đã phải đợi, cái này đến ngày mai mới xong rồi anh em, đây này. À chưa, mình chưa quét à? Mai đấy. Ô, hôm nay mình chưa quét thật à? Ô kìa, mình chưa quét thật các bạn. Ảo thế nhờ. Mình nhớ đấy, mình tưởng mình ấn vào rồi anh em. May thế. May quá mình chưa quét các bạn. Xem còn lại là nó không quét luôn cho xong anh em. Hết chưa? Hết rồi anh em. Xem nào. Mày có gì hot không? Trước mắt đi quét qua đây nhờ. Chắc chắn là anh em, không thể nào bỏ lỡ được rồi các bạn. Album chúng ta có, ôi trời, có một cả ba rồi. Thề mở album càng ngày càng khó bạn. Không hy vọng chúng mong. Nghe fanpage chưa anh em? Xem fanpage hôm nay chúng ta có gì để hot không anh em? Cuối tuần rồi mấy con nhà phát hành có gì chơi không? Điểm danh thuyền trưởng búng một tay hoàn thành nhiệm vụ của cái này từ tuần trước mà sao giờ lại còn nhiệm vụ này? Khó hiểu thật sự. Đám à. Mình mới đăng nhập lại được này. Còn giờ mai mình liên kết Facebook. Nói chung anh em đổi qua kiểu liên kết mới. Vật phẩm thuyền trưởng đang trong chờ trong túi đồ. Comment để nó mình xem xét. Chưa xả, ok là tí là check xem là Nami có cái quả này hay nhỉ. Vẫn là phát quả fan cứng ấy anh em, vẫn là phát quả fan cứng, quả tướng mới với cả code tuần. Ok, tuần mới chúng ta vẫn chưa gì đặc biệt anh em. Có đây không, nhiều ông lại cứ hỏi là có đâu, có đây anh em. Tôi sao chép về tôi nhập không, nhiều ông kêu đây anh em, có đẹp mới đây. Ok, qua bên group phát nhỉ. Ok các bạn, nghe phần mét rồi, lượn group phát xem gì hát không. Ông chùm tích N2 đâu rồi? Cho mình thấy cánh tay của các bạn đi. Úi dồi ôi, hai. Tôi trở lên cơm nặng từ lúc đấy anh em. Không có gì đặc biệt các bạn. Về game đi. Ok anh em, chúng ta quay trở lại với in game là. Trước mắt thì vào dí quả cốt không tí, nhiều ông lại cứ chắc là nhiều ông xem video không ấy anh em, toàn tua nên không thấy cốt nên phải nhập lên đây anh em. Đây core đây, bạn nào chưa nhập thì tranh thủ nhập nhé. Tôi nhập rồi. Rồi nhắc mới để anh em một Sanji của N2. N2 mình dư có hai quyển. Đâu rằng phết đấy, đùa đâu. À ừ đúng rồi, mém quên, mình còn bài tẩy Lami Walo nhỉ. Mình còn Lami Walo dạy nó up sau anh em. Đằng nào chưa đấu trường Kurinda. Hôm nay tôi cho anh em đi xem bảo vật. Có phải bảo vật của tôi anh em. Tôi mới phát hiện ra. Cái này thì chắc nhiều bạn biết rồi, cá nhân tôi thì chỗ ngu ngơ anh em, chơi game bao lâu giờ biết các bạn. Nút tôi hỏi chắc các bạn này. Uầy. Tra cứu các bạn nhé. Các bạn được tra cứu tất cả bảo vật hiện tại của game. Không trừ một món nào các bạn. Thật sự luôn, không trừ một món nào anh em. Ở trong này là tất tần tật luôn bảo vật game anh em, từ món mới, món cũ cho đến món những độc lạ gần đây nhất anh em. Đó các bạn này nhìn ở đây, các bạn này thấy này, những món độc lạ gần đây nhất anh em. Ở đây chúng ta có những món mà chúng ta gần như chưa được thấy nhiều anh em. Ví dụ ngay như đây các bạn. Thuyền đấy anh em, thì đây. Full là các bạn gây thêm 150 tốc, 45% máu anh em, 6% tốc độ. Kiếm Napoleon biến trống xuyên chí mạng. Emma gây thêm 9 tốc anh em, nộ rồi ok. Chúng ta sẽ đi từ bảo vật dưới này lên anh em nhé.
Đầu tiên là nhấn bạch thạch thì các bạn biết rồi, 400 cộng 400 độ. Ở đây pull, nhấn pull chỉ số luôn. Anh em thích có thể vào xem. Cái này các bạn chỉ ấn góc màn hình như này, cái nút đó là các bạn sẽ xem trực tiếp. Tôi mới phát hiện ra lên đây ngồi rảnh check bảo vật cùng với anh em xem bảo vật hot nhất chúng ta hiện tại có gì nào. Bù A anh em, mấy cái dòng này thì nó cũng cầm nặng, cái này cầm nặng, cái này kháng động băng, còn đồ chỉ số thì nó vậy anh em, 20 máu công, à quên 20 công, 18 máu, 100 các thứ anh em. Đây. Vì đầu lâu. Đi xem mấy cái hiếm hiếm đi anh em, nhấn bạch thạch này. Xuyên thủ giảm sát thương miễn chống. Ui cái này mang Zoro, kiểu Zoro mấy tướng ấy đúng bài. Siêu ốc Yat. Ui. Cái này có đây anh em, nhấn này coi. Nhấn hoa. Gây thêm 43% máu, 30% nữa. Khét đây, món Big Mom này. Gần đây nhất anh em. Urakan, cái này bữa tôi check cho anh em rồi, gây thêm 60% miễn chống, 30 công, 60 công 10 về tốc độ anh em. Áo Lami gây thêm 115 tốc độ, 25 giảm sát thương miễn chống anh em. Mũ xanh à. Mũ nó ho này. Mấy cái này bảo vật ra mùa trước rồi, mùa mới gần đây nhất xem nào. Cái la bàn này kia, cái này là VIP và có anh em này. À cái này không phải, cái này là VIP có anh em, lộn sorry gọi như cái này là VIP có này. Mấy món này là VIP có anh em. Để trên này xem tí nữa xem có món gì hot hot không. Nhấn hải tặc. Ui. Ủa. Từ từ quá. Khác gì nhau không? Kiếm sĩ. À có các bạn. Theo vai trò đúng không bạn nhá. Theo vai trò rồi mới ghê anh em. Hey, theo vai trò rồi mới ghê các bạn. Áo của gia sốt. Đồ về sau này gia sốt toàn đồ tốc nhỉ. Như cái món này pull được 15 công, 15 máu á. Bèo nhèo đấy. Mú xanh các bạn, buồn buồi. Cái món mới mà bữa nay đang bảo mang cho, cái món này mang cho gì? Buggy anh em, tứ hoàng Buggy này. Gây thêm 20% tốc, 60 bên chống, 100 máu anh em. Kích hoạt với hệ sinh khí 60% máu, kích hoạt với vai trò chỉ huy 60% miễn chống các bạn. Nón vua hề gây thêm 250 tốc độ, 60% miễn chống, 75% máu, 50% máu. Cái này mới là của Buggy này anh em này, chơi 125% máu. Trời đất ơi. Chu cha màng ơi, toàn bảo vật khủng thôi à. Nhìn xem môi gì nào nào. Nón chopper ra từ lâu rồi phải anh em. Nên trên này như toàn với mấy cái ngày trước có rồi anh em. Mặt nạ vuông rắn gây thêm 200 tốc anh em, 75 vai trò chỉ huy, 75% công anh em. Rồi cướp biển, cái này mới ra chưa. Nhưng mà ở đây thì chắc chắn là có đây thì chắc nó cũng ra rồi anh em. Ui. Vào đây mới thấy được hết bảo vật của chúng ta anh em, toàn hàng khủng thôi. Ủa thế bữa giờ tôi cũng để viết vào đây mà check anh em. Đó, bữa giờ có phải đi kiếm hình ảnh trên fanpage group không à. Này thấy rồi anh em. Đó. Này có bảo vật hot mới là cứ vào đây check thì có anh em. Chị thật sự các bạn. Nào. Như mình đây đây anh em. Full 66% tốc độ, 14% máu, 15 chí mạng. Ô. Trông thế mà mình cũng có quả bảo vật hiếm đấy nhở. Ừ. Hàng hịn đấy anh em, đùa đâu. Mang nguyên hệ sinh khí, cái này mang nâng lên vào đây bao nhiêu, 66% tốc luôn. Sau đây anh em chính lại phản ứng nhé. Đứa của nó đấy anh em, đùa đâu. Ừ. Nhìn mấy cái quả bùi nhùi thôi chứ giỡn anh em. Hàng hịn không à. Ok thì một vòng lại nữa nào. Ok. Ôi, quay trở ra ngoài anh em. Xem nào, nếu bạn hôm nay chúng ta còn gì chơi được không. À tôi hiện tại đã quẩy full sự kiện mà các thứ kiểu hết rồi. Giờ đang tích tài nguyên của 140 bia vàng cũng xong rồi anh em. Giờ đang chuyển sang tích thùng bia các bạn. Ô, có một dương này. Ô. Ây da, cho thì tội gì không chơi anh em, quay luôn. Sanji mình hiện tại M1 có bung ra nên E2 thôi, cứ từ đi anh em.
đằng nào cũng chưa đến đỉnh được nên cứ từ từ các bạn gom lại nữa chứ chơi thì phải lên được đỉnh rồi thêm nói các bạn, không thôi cứ từ từ. Buồn đấy nhờ, ngày hôm nay cái chừng khá là buồn, buồn cười các bạn ơi. Cảm ơn quá trình quá cáp sự kiện đấy thôi anh em, nó chết quà bảo vật anh em, của anh mới phát hiện quả mới cho bảo vật anh em, khá là hấp dẫn anh em thấy sao, để lại ý kiến các bạn ở phần comment và đừng quên để lại kênh một like và một subscribe nhé.